Rồi xe này mình mới lắp một cái bình xăng mà 7 lít vô, bạn thấy không? Một lát mình sẽ làm chi tiết bằng cách lắp ráp cho bạn nhà tự chơi hoặc là bạn biết đem cho thợ lắp. Đây cái thùng xăng cũ mình tháo nha, mỏng dánh nè. Này 4 lít 2, còn này 7 lít à. Thấy nó bụng nó bự ôm chứ không? Đó, thì thường thường bạn đi phượt, đi xa hay gì đó, hay là đang đi làm gấp chuyện gấp á, mà tiện ghé đổ xăng, cứ ghé đổ xăng cái bực bội, nhiều khi đông người đổ xăng, cây xăng nó đông á, vô nhiều khi bạn chờ đang gọi gấp cũng có hay cũng hơi gọi là bực bội chút xíu, thì thùng 7 lít này á, bạn chạy á, nhìn cái đồng hồ đầy hoài à đó, bạn hiểu không? 7 lít lận nó đổ chắc 100 mấy chục ngàn xăng á đó. Thì giá bình xăng ngay tiêu đề bạn cũng thích mua mua về gắn thôi đó, gắn như zin không cứng vậy đó, là mình làm clip cho bạn nè. Đầu clip mình thấy nè, thùng bự nè. Rồi thùng này mình tháo nha, thùng cũ nè, nhỏ xíu khoảng 4 lít 2, thùng kia là 7 lít. Rồi các bạn, thích hợp cho bạn mà đi phượt đi xa rồi á, nhưng mà đi mấy cái đường đèo á, qua mấy cái đường mà không có xăng á thì cũng nguy hiểm bạn. Xe bạn làm cháy lớn hay gì đó hao xăng á, cần mấy bình lớn, hoặc là đi phượt á, nằm biến đổ xăng á, đang chạy một hơi á, ngon lành mà đó mà cũng ngại đổ xăng thì lấy này ok các bạn đó. Cái kim hộ đầy hoài như nó gấp đôi thùng xăng kia 7 lít. Rồi rồi mình làm clip chi tiết các bạn. Rồi clip này mình làm clip bán thùng xăng lớn cho Exeter 150 các bạn. Mình tháo thùng xăng cũ ra nè. Bạn thùng xăng lớn là thùng xăng nó chứa dung tích dung lượng xăng lớn các bạn. Nè, nhiều hơn. Cái thùng zin mình nè, nó nhỏ nè bạn thấy không? Nó tầm 4 lít 2. Còn cái thùng bự nè, cái mình cầm nè. Thùng bự đây mớ này. Đó bạn so thấy không, nó bầu hơn thấy không, nhiều không, nó chứa tới 7 lít lần à, đó chứa tới 7 lít lần à, rất nhiều. Thì nó gắn ráp như zin, nó không có đụng cứng hiểu không bạn đó. Bây giờ tháo thùng ra, dưới đây là nó là một cái là lắp bơm xăng các bạn, những bạn thợ biết nè, này thợ biết hết, lắp hết nè. Bên này cũ nè, mình chỉ cần lắp bơm xăng cũ thôi, rồi mới dắt. Có ba dắt nè, dắt ống xăng đi xuống máy nè, hai dắt dây điện ở trên xe nè. Nè, dắt ống xăng xuống máy nè, hai ống điện xe mình dắt ghim vô xong. Vậy thôi nha các bạn. Ok. Giờ mình tháo nó ra. Mình dừng clip cái nha. Rồi tiếp tục các bạn, để mình tháo ra. Mình tháo ra. Chúng ta tháo thôi các bạn. Mình làm đại khái, nếu mà người chơi ở nhà cũng tự thay được đó các bạn, không cần phải thợ đâu. Chúng ta tháo cái bơm xăng thôi. Bốn ốc nè, thấy không, thấy không? Tháo sàn thôi. Nhớ chút xăng hết rồi, nãy mình mới chút xăng hết rồi. Mở thôi. Đó. Nè, mở cái bát thấy không? Đó, cho là bè xéo xéo lại ra không bạn không? Đây, khi mà lấy ra bạn nào rảnh ở nhà tháo này nha. Nè, có bát nữa không? Có bát nè, tháo cái lưới vậy nè. Có bát nè, vệ sinh này nè. Cái này cũng bơm xăng yếu mạnh, cũng bơm xăng lên đó. Rồi xong mình dẹp cái thùng xăng này ra một bên nữa các bạn không? Lát chúng ta phải lấy cái mấy cao su đệm này ra nữa nè. Mấy cao su đệm nè, lấy mấy gì vậy? Nè, cao su đệm nè không? Lấy ra hết. Các bạn không nè, đĩa xéo thôi đó, nó xuống thôi nè,
Rồi xong. Đó. Rồi, để hướng này, hướng lên đó, giống nãy. Nhất thôi là xong. Rồi xài lục giác 4 nha. Giác 4. Rồi. Chúng ta lấy những cái đệm này luôn à. Mấy cái đệm này anh. Rồi sau khi mà đảo mấy cao su rồi mấy cái bơm qua thì nó sẽ hình dạng như thế này nè các bạn. Thấy không? Rất là bự nha các bạn, thấy không? 7 lít chứa cho các bạn đi phượt mà đỡ phải ngừng xe đổ xăng lại, mấy bạn đi gấp đi làm nhiều á, nhiều khi vô cây xăng mà đông quá bực bội các bạn, thấy không? Rồi đó, gá mấy ngóc vô cứng xíu cứng lại để cho kẹp bên xăng cho su êm đệm lại. Ok đó, thấy cái bơm xăng qua giờ mình gác lại bơm xăng làm thì sơ sơ rồi cho mấy người chơi chất nó rất là đơn giản các bạn. Rồi mình cắt clip đi. Rồi tiếp mình chỉnh camera lại nè. Cho quay sát sát chứ. Đó. Đó. À dắt đen nè. Dắt đen có dắt đen nè. Thấy không? Dắt trắng nè, có dắt trắng nè. Còn ống xăng là ống xanh xanh này nè. Thấy không? Ghim vô. Chắc đỏ đỏ mà ghim lại các bạn. Rồi, xong. Rồi sau khi gắn dắt đỏ xong rồi nó xây lại đúng vậy nè. Thấy không? Đó, dắt đen ghim vô nè, dắt trắng ghim bên kia. Đen đây, đỏ đây, ok. Thấy hết không? Rồi, chúng ta bắt đầu gá ốc vô thôi. Bạn thấy không? Em thử gá ốc nè. Thank you.
Cho mình gá đại khái măng ốc ra mình kiểm tra coi nó bị cứng không nha bạn. Ok nè. Bây giờ nè, kiểm tra sản phẩm chúng ta. Ok, sát nữa không? Nè. Sát nữa không? Nè. Đó, ngoài này không bị cứng nữa thấy không? Nó bơm vẫn nằm bình thường. Ok. Đó, nè, chúng ta gác đi lên đẩy nắp nữa rồi. Nắp zin nữa. Ok, 7 lít nữa các bạn. Đổ chắc đầy bên chắc 100 mấy chục ngàn á. Rồi, rất là gọn các bạn. Rồi. Đây hoàn toàn không bị cứng bậy nữa các bạn. Đấy. Này xếp ốc xuống. Rồi, mình xếp hết luôn.